Nói đến My Soái thì ai cũng biết, bởi vì My Soái là nhân vật rất nổi tiếng trong phim Quỳnh Búp Bê. Nhưng nói đến Thu Quỳnh, người đóng vai My Soái thì ít người biết đến. Vậy chúng ta hôm nay sẽ nói đến My Soái là Thu Quỳnh đóng. Bất ngờ nhắc lại scandal lộ clip nhạy cảm 5 năm trước, chia sẻ của nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, Thu Quỳnh My Soái là khách mời xuất hiện trong tọa đàm An toàn trên không gian mạng cho sinh viên. Nữ diễn viên cho rằng người dùng mạng xã hội có thể vô tình biến mình thành người cả tin, dễ phán xét nhau trên không gian mạng. Thì ai sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là sinh viên, cũng có thể là thủ phạm lan truyền thông tin sai lệch, gây hậu quả khôn lường. Ranh giới giữa nạn nhân, thủ phạm rất mong manh. Đó là những lời chia sẻ của Thu Quỳnh với các bạn sinh viên. Ngoài ra, bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bất ngờ nhắc lại sự cố vướng tin đồn lộ clip nhạy cảm cách đây 5 năm trước. Theo đó, Thu Quỳnh kể trong lúc đưa con đi chơi, cô nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của người quen về video nhạy cảm gắn tên My Soái, nhân vật của Thu Quỳnh trong phim Quỳnh Búp Bê, được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người quen, bạn bè gọi điện cho tôi, hỏi người trong clip có phải là Thu Quỳnh không. Có người còn khuyên tôi nếu đúng thì nên nhận để mọi người can thiệp giúp. Nữ diễn viên tâm sự về những lần bị lộ clip. Trước sự ồn ào, cô đã nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Người đẹp 8X nhấn mạnh, thay vì lên mạng xã hội để tranh cãi, lời qua tiếng lại khiến câu chuyện đi quá xa, chúng ta hãy nhờ đến cơ quan chức năng để tìm kiếm, bảo vệ bản thân và hỗ trợ kịp thời. Cô chia sẻ, bản thân đã vượt qua những thông tin bịa đặt nhờ có gia đình, bạn bè và luôn đồng hành. Đến hiện tại, Thu Quỳnh cho hay đôi lúc cũng nhận được những tin nhắn quấy rối hoặc nội dung bình luận sai sự thật trên trang cá nhân từ hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội. Thực sự ngoài đời thực, các ca sĩ diễn viên cũng sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn, tức nhà mời gọi đi chơi của các đại gia và tin nhắn quấy rối của các khán giả, các fan họ yêu thích và tin nhắn của những người yêu rất là ghét, những người không thích. Đó là thực trạng của ngày nay. Thu Quỳnh là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng trong nhiều bộ phim của VTV như Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Thân, Hành Trình Công Lý, mới nhất là Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Vào tháng 4 năm 2023, Thu Quỳnh đã hoàn thành 2 năm học chuyên ngành đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Phát biểu trong lễ tốt nghiệp, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn bản thân có nhiều trải nghiệm với vai trò mới. Ngoài diễn xuất, cô còn công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ, nhận nhiều quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Ở tuổi 35, Thu Quỳnh vẫn giữ được ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, tài năng và xinh đẹp, nhưng Thu Quỳnh lại có tình duyên không mấy suôn sẻ. Hiện tại cô đang là mẹ đơn thân. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh con trai cao lớn và hiểu chuyện. Thu Quỳnh ngày xưa kết hôn với diễn viên. Thu Quỳnh từng kết hôn với Chí Nhân, cũng là đồng nghiệp và cũng là diễn viên khá nổi tiếng. Nhưng sau một năm, do không hợp họ đã chia tay và đã có một con trai chung. Và bây giờ rất lớn mà gió rẽ sóng, vừa tiết lộ lý do hoãn cưới với ông bầu Dũng Tây Loa. Thu Phương vừa tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và ông bầu Dũng Tây Loa dự định tổ chức vào đám cưới vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vừa tuyên bố hoãn đám cưới. Thu Phương và Dũng Tây Loa đính hôn vào năm 2012 đến tháng 5 năm 2023. Hai làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Năm nay, ca sĩ và chồng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vừa thông báo hoãn cưới vì tập trung tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Quyết định được cả hai đồng nhất, họ rời công việc và đám cưới sang năm 2024 nhưng chưa có thời gian cụ thể. Phương trước khi kết hôn, ngày nào bạn trai cũng hỏi, hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa? Đối với cô, câu hỏi của người bạn đời cũng như sự yêu thương, chăm sóc của anh hay hơn là chuyện cô mặc áo cưới. Trong khi đó, Dũng Tây Loa cho biết, 11 năm đính hôn, Thu Phương luôn thử thách anh về lòng, nhẫn nại và sự bao dung để làm chồng, làm bố của những đứa con. Thu Phương sang Mỹ định cư năm 2003 và có dịp gặp gỡ Dũng Tây Loa. Thời điểm ca sĩ gặp khó khăn sau khi ly hôn thì chính ông bầu là người bên cạnh giúp đỡ. Năm 2008, Dũng Tây Loa về nước và đón hai con riêng của ca sĩ sang Mỹ định cư đoàn tụ với mẹ. Sau nhiều năm bên nhau, họ cũng đã có hai con chung. Hiện Thu Phương, Dũng Tây Loa và 4 con sống hạnh phúc bên nhau. Khi về nước tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Thu Phương nói phải tự lo mọi thứ vì không có chồng bên cạnh. Ở Mỹ, ông bầu quản lý nhà cửa, chăm sóc chu đáo cho các con để vợ an tâm làm việc. Mỗi lần ghi hình xong, Thu Phương tranh thủ về Mỹ thăm gia đình. Cô cũng thường xuyên họp nhóm với các thành viên khác thông qua mạng xã hội để nắm được tình hình, quyết định chung. Trong tập 1, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng lên sóng, tiết mục của Thu Phương nhận được điểm số cao nhất từ ban tổ chức.
tư vấn dù phải mang trang phục nặng 15kg bị chèn ép khó lấy hơi. Song cô ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục. Thu Phương tham gia show cùng 29 chị đẹp khác. Thu Phương nói muốn tiếp cận khán giả Gen Z với những ca khúc nhạc trẻ. Ngoài hát cô còn thử thách nhảy động rap. Tôi có tên tuổi vị trí. Tôi nói đến sân chơi này ngoài thử thách bản thân, tôi còn phải làm gương cho các đàn em và thế hệ trẻ rằng phải luôn phấn đấu, sẵn sàng thay đổi. Ca sĩ bày tỏ, Thu Phương và Dũng Tay Loa là một đôi rất là đẹp đôi ở Mỹ. Thu Phương là ca sĩ và Dũng Tay Loa là một ông bầu, họ đã có những 11 năm gắn bó với nhau. Đây là đôi thành công nhất của showbiz Việt Nam.